tới đội của anh Hoàng Phiên, đội của tụi tôi. Thực ra như mọi người đã thấy, bức tranh này là một bức tranh cực kỳ phức tạp và Picasso và rất nhiều ý nghĩa ẩn trong đó, chìm nổi rất nhiều. Và để nói về ý nghĩa của bức tranh này, chúng tôi có tới 3 ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên đó là mời. Ủa? Ý là mỗi người nói một ý nghĩa hả? Đúng rồi, tại vì... Ủa nhưng mà đội trưởng nói ý nghĩa nào mà... Chưa không, đội trưởng kia đang giữ ý nghĩa một. Ý nghĩa một bức tranh này, chúng ta có thể thấy là một bức tranh mà thuộc cái trường phái là Picasso. Picasso đây, bình thường là chúng ta sẽ chọn màu là chọn màu xanh chấm thêm vàng vàng. Như ở đây tụi em có chọn màu đen đen chấm thêm vàng vàng. Và đặc biệt ở đây chúng ta có câu chuyện một ngôi sao băng và một con cao cổ tượng trưng cho hai con cổ ở đây, và đồng thời chúng ta còn có cho tôi nước nhanh quá, cho tôi chồng đầu xe lại, quay xe lại. Ok, con hu với sao băng ý nghĩa gì liên quan tới nhau? Đây ví dụ chúng ta để này thì nó không có cần. Ý nghĩa thứ hai này, cho tôi đi lên cao được một xíu nữa. Khi mà cái sao băng này nó bay nó đi ngang khu rừng, có hai con hu đứng hu làm hu làm hu. Thấy sao băng thì sao ạ? Trốn. Ủa? Hai con hu đâu có một con à? Đây nè, đứng chồng nhau. Đứng chồng nhau. Hai con hu đứng chồng như một. Nhưng nó là một cặp hu với mọi người. Nó bị chai hình năm à? Nè, chúng tôi đứng kia đây nè. Đó. À. Mày vẽ lá cắt vô. Chứ mình chỉ thấy một bé thôi. Nhưng cái đó là ý nghĩa về nổi. Đúng rồi. Còn về nhìn ý nghĩa thực sự của bức tranh này, đây được vẽ về đấu trường. Đấu trường gì? Đấu trường mà không có tài năng thì nó giống như một cái màu đen u ám. Và những cái điểm vàng là gì? Ta là ăn đó. Những cái cây đây, các bé làm cho cái buổi đêm, cái bầu trời. Chú ơi. Đây là MC. Đó. MC giỏi giang, đẹp trai, bự con, sáng ngời như trong đấu trường tài năng. Mọi người có thấy màu đỏ không? Mọi người có thấy màu đỏ không? Bởi vì tôi thua. Ủa nói gì xui vậy? Nói xui vậy chịu, kêu tiếng chưa có điểm mà. Ủa vậy hả? Chưa biết. Có nghĩa là tụi tôi có tài năng nhất mấy thì cũng không thể nào sáng vào những tài năng nhí mới nổi lên như các em đây. Đúng. Em nổi vậy kìa. Chưa. Chúng tôi có một ngôi sao may mắn đây nữa nè. Sao nó màu đen vậy? Không, cái nó gạch kéo bỏ đó. Bỏ đó. Chưa nữa. Một trong hai con hưu đang có con hưu con. Và vừa đẻ một con nữa. Càng nói càng rối đó. Không ý là okay. trong đây có nhiều con lắm. Phải tài năng mới hiểu được. Ok. Tôi hiểu điều đó được rồi. Bức tranh chúng tôi tạm ngưng hoạt động, không cho coi nữa. Ok, tôi hiểu rồi. Các bạn trực từ ra bây giờ. Nó tóm lại là đây là một bức tranh nhìn bề ngoài nó chỉ là bức tranh hai con hưu yêu nhau thôi. Không có yêu nhau. Hai con hưu cùng ước nguyện với ngôi sao băng. Ước nguyện cho đội đỏ sẽ tha. Hai con hưu đang ước. Và bên cái mặt là nghĩa bóng của nó còn thể hiện là một đấu trường đen tối. Nhưng mà nhờ các bé là những điểm sáng, những điểm xuyến lên cái đấu trường, làm cho đấu trường nó sáng hơn. Đúng vậy. Là một đấu trường tài năng. Đúng vậy. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tài năng mới thấy được, tôi hiểu không? Tôi hiểu tài không? Con tài năng, con hiểu không? Thật ra thì chúng tôi hiểu hay không quan trọng. Quan trọng là máy chủ chúng tôi có hiểu hay không. Ủa, máy chậm hả? Anh vậy? Anh hiểu không anh? Chính là xa hả? Đúng vậy. Nè, cái này là vũ trụ, cái này tín hiệu từ vũ trụ là đội của... Và sau phần thuyết trình của hai đội, tôi thấy đội nào cũng có những cái ý nghĩa riêng. Đúng. Mặc dù bên đây là hơi phức tạp tí xíu, hơi nhẹ nó nhiều, hơi nó hơi từng tầng lớp. Đúng rồi, chúng ta là người lớn mà chúng ta phải có những cái chiều sâu hơn những bạn nhỏ, phải có những cái sự kỹ năng gian như vậy mới thắng được. Và mấy chủ ơi,